Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai câu lục bát này không biết từ bao giờ đã thấm sâu vào tâm tưởng của mỗi người chúng ta, giản dị chất phát như tuổi ấu thơ, gần gũi như chính hơi thở của mình, tha thiết như hồi chuông ngân giữa giờ tĩnh mịch, và rất thật như sự hiện hữu của đất trời. Người xưa đã thử khái quát công cha nghĩa mẹ bằng những ngôn từ mộc mạc nhưng đầy hình tượng lớn lao như thế đó. Hai câu thơ đã trở thành ca dao, là lời ru đồng đàn lưu truyền từ đời này sang thế hệ khác. Nhưng những người con của cha mẹ kính yêu vẫn cảm thấy nó chưa thật đầy đủ, vẫn muốn tô điểm cho càng thêm tuyệt đẹp chân dung của hai đấng đã tạo nên và nuôi dưỡng con cái bằng chính máu thịt công sức của mình, bằng vô vàn nỗi gian truân, hy sinh không bờ bến. Ngôn từ của lòng hiếu thảo, dù thô sơ hay hoa mỹ như thế nào đó, tự chung vẫn là những tình khúc chân thật nhất của nhân loại, bởi nó bắt nguồn từ đáy tâm hồn của chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trước lúc đi xa, cụ cho gọi cháu con và những người đã ngày đêm hết lòng chăm sóc cụ. Dù không nói được nên lời, nhưng trong mắt người đã nói lên tất cả. Cụ để lại muôn vàn tình yêu thương. Cụ thương quý cháu con, gái trai, dâu rể, nội ngoại trang hòa. Cụ luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên cụ, được nhìn cụ hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong, cho con cháu cùng được soi chung, trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử tôn. Thể họ hàng lôi ngoài, sau bạn bè thân bằng cuối chút gần xa và bà con nhân dân trong phố. Đúng là trong cái khoảng không mênh mông, cái bất tận của thời gian, thì sự hiện hữu của một con người chỉ là trong khoảnh khắc, dẫu 100 năm hay 73 năm cho đến hôm nay đã trọn vẹn một cuộc đời. Năm 1949, trên quê hương đất mẹ của thôn Cẩm Hoàng, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, ông Ngô Trung Trình đã cất ba tiếng khóc chào đời, chào quãi nhân gian. Trong sự niềm vui của các cụ bậc bề trên và trong tình thương của bà con nhân dân thôn xóm, tổ tiên đã dang rộng vòng tay đón gọi cụ về, để thân xác của cụ được đời đời yên nghỉ và cho linh hồn của cụ được bình an nơi Phật quốc. Vì 73 năm qua cụ đã sống nặng tình nặng nghĩa, giờ đây đến xin đổi bằng những tấm ca thang trên đầu anh chị em cùng con cháu của cụ. Những tấm ca thang này là những chiếc cầu để lối hai đầu nỗi nhớ, để ngàn năm nhớ mãi một con người. Sau đây tôi xin mời một vị đại diện cho trưởng họ lên thắp hương. Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng, màu vàng, người đeo tang là đội tình ân nghĩa. Tình là tình ruột rà máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là khăn tang của những người con cháu xa chưa kịp về dự tang. Bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con,
cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi con cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tôi mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Hôm nay đây chúng con trai râu gáy đẻ đang quỳ trước linh sàng của cha khóc mà than rằng: mùa nhà đã qua rồi, mùa mùa thu đã đến, chúng con phải mắt đầm lệ rơi. Thế là cha đã qua đời, sang đây chẳng thấy cha thời đi đâu. Để cho chúng con trai gái rẻ râu, cháu chắc nổi ngoài trên đầu thắt tang. Cha ơi, đêm tàn ghi bút khoái nhang, quây quần trung tiếng khóc than thảm sầu. Nhưng chúng con nào có ngờ đâu, cha đẻ với tổ chúng con đau nhường này, công sinh nuôi dưỡng cao dày mà lòng báo đáp giờ đây chưa tròn. Thế là cha đã xuống dưới vàng, xa con xa cháu xa họ hàng cha đi. Trăm năm muôn thuở ngàn thì, cha con xa cách trên đi đôi đường. Nhưng chúng con thì lòng già vẫn vương, vắng hình vắng tiếng đêm trường cha ơi. Cha ơi, 3 năm 37 tháng trời, đầu khăn phụng sự mắt rơi lệ sầu. Giờ này cha ở nơi đâu, chứng lòng cho các cháu trước sau một nhà. Lễ tang cho con bao hiếu tài gia, ngàn năm vĩnh biệt cha già từ đây. Cha ơi, chống đèn cho con phụng sự ngày và đêm nay, kính dâng hai lễ cha thời thấu cho. Tôi xin mời anh chị em cùng các cháu của phụ hãy vái tạm phụ hai lễ. Trong khu đứng cạnh hai bên đang án tạm thờ để đón các đoàn hậu viếng. Còn anh chị em cùng các cháu của phụ, chúng ta hãy trở về những vị trí mà gia đình cần nhờ để phục vụ lễ tang cho phụ chiều và đêm nay cho thấy phần trân trọng và tôn kính nhất. Từ lúc sinh thời cho đến tuổi cao, cụ sống giản dị chân tình. Công tác xã hội, việc gia đình, cụ đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Cụ luôn biết quan tâm đến mọi người, nên cụ cũng được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Trong gia đình, cụ đối với con cháu xa gần, gái, trai, dâu, rể bình đẳng, nên gia đình hòa thuận, nề nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nết na chuyên cần. Được tin cụ 250 quy tòng tiên tổ, bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn
cùng tan quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Thank you.
sớm chiều. Người con mà khôn lớn mai sao oh.
cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng uy như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng hề đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày vui vẻ, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng hề
đời đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng hề để đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Thay mặt cho gia đình nhà Hiếu, tôi xin trịnh trọng kính báo đến các cơ quan đoàn thể, các cấp các ban ngành lãnh đạo chính quyền của địa phương, các cụ, các đồng, các bà, các gia đình thông gia nhân gia cùng đoàn thể, họ hàng lồi ngoài và bạn bè thân bằng của chú gần xa và bà con nhân dân trong phố, sắp một chút thời gian vàng ngọc của mình trở về gia đình nhà Hiếu xơi chầu uống nước và từ đấy chú điều đồng nghe tên đưa cụ Ngô Trung Trình về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi từ đến tới đưa cụ Ngô Trung Trình buổi sáng ngày hôm nay từ ra từ nhà phát xe tặng đến nghĩa trang ban tổ chức nhà tang chúng tôi xếp trong như sau. Đi đầu là sư thầy và các quý vị Phật tử cầu xin chân đồ. Đi thứ hai là bờ tang và các đưa chúng. Đi thứ ba là các lá hoa và vòng hoa. Đi thứ tư là đoàn kinh nhạc. Đi thứ năm là trống chiêng và đội nhạc Hiếu lâm công gia đình. Đi thứ sáu là một cháu bê ảnh của cụ và bốn cháu bê bốn nước hoa nhỏ cho bàn thờ đi hai bên này. Đi quần này là sẽ chuyển đến kêu của cụ. Đi sau sẽ chuyển đến kêu của cụ là vợ con anh chị em cùng các cháu và họ hàng nội ngoại gần xa, các gia đình thông gia nhân gia, bạn bè thân bằng cố hữu chuẩn bị người cầm lễ tạ thần linh sau phần mộ, chuẩn bị người cầm cờ tang và các bức đồ trống và bê các hang hoa và hồng hoa, chuẩn bị một cháu bê ảnh của cụ và bốn cháu bê bốn nước hoa nhỏ cho bàn thờ đi hai bên này, và chuẩn bị từ 6 đến 8 thanh niên để di chuyển linh cữu của cụ từ nhà ra xe tang.
quý nghĩa thức gần xa. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang quyến. Nhận được tin ông Ngô Trung Trình đã tạ thế trực cùng tổ tiên, được sự yêu ái và nhận lời mời của gia đình cùng ban tổ chức lễ tang, chúng con đoàn kim nhạc tâm linh thuộc cơ sở phục vụ tang lễ Thiện Hiếu đã trở về đây để dự lễ truy điệu và tiến đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Lời đầu tiên cho phép con được thay mặt cho anh chị em trong đoàn gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất, và xin được kính dâng lên hương hồn cụ, xin nén hương hương những bản nhạc thiên chính hiếu chúc lúc cụ đi xa. Lễ tân hương xin được phát. Tình yêu và hạnh phúc
thật tủi xa, lệ rơi con tiễn cha rời thế gian. Coi trần bỗng chốc vỡ tan, nén hương đỏ mắt cuồn tàn vào thân. Xót xa nên nhỏ từng phần, vật quan tài lỡ cách ngăn đôi đường. Cha ơi cách biệt âm dương, gia tài bỏ lại chiếu giường trống không. Cửa nhà bỗng chốc mênh mông, trắng màu tan phù căng lòng liệt ly. Kèn sầu khóc tiễn cha chi, sẽ lòng con cháu khóc khi đời đời. Tình chân tiền rộng núi cao, nghĩa ân chúng con mãi trong lòng nặng nang. Âm dương cách biệt đôi đường, nén hương chúng con thắp lại lòng chúng con đau. Và giờ đây đứng trước linh đàng của cha, bản tiên nhà tâm linh chúng con xin thay lời cho các con các cháu của cha, cầu chúc cho tâm hồn cha được về yên nghỉ bên cõi Phật. Qua bản nhạc lạy Phật quan tâm. Thank you.
đoàn kim nhạc tâm linh thuộc cơ sở phục vụ tang lễ thiện hiếu chúng con đã được tu viên. Chúng con kính chúc cụ dưới sức vàng được siêu sinh tịnh độ, được bình yên nơi cõi tĩnh hằng. Và để tưởng nhớ tới hương hồn cụ lần cuối, đề nghị đoàn chúng ta dành cho cụ một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Đó là tình cha vương thổ vốn không đời, trong lặng lẽ âm thầm như chiếc nắng. Buồn hay vui chắc cũng đang để giả, không phải cười che để cả trong tim. Như đại dương lọc biển cả lặng im, trong sâu thẳm tì tàng nhiều bí ẩn. Công dâng dục suốt một đời tận tận, nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm. Bên đời con cha là một bóng âm thầm, luôn che chở bằng bóng râm mát dịu. Tập đọc cha một đời con đâu có hiểu, bởi tình cha luôn nắng dịu ngọt ngào. Tùy ra băng dương sâu thẳm dạt dào, cho mà chẳng mong chút nào để đáp. Rồi mới đây trên đường đời muôn dặm, còn đi hay sâu thẳm tấm lòng cha, luôn bao nam và cũng rất mật mà. Tình cha đó ngàn năm vang vọng mãi. Cụ ơi, anh chị em cùng các cháu của cụ chỉ mong cụ tuổi hạ trăm năm dài hơn bóng điều. Là không ở đâu sẽ duyên một bước mà hôm nay cụ đã san lạnh cõi trần. Để hương khói giờ này đây cứ mở dần trên ảnh. Kể từ ngày hôm nay thì cứ vầy vầy hư không, mây trôi mà cách trở ngàn trùng. Chúng tôi khúc mấy ai đâu hổ dễ thấy. Nhớ lại cụ xưa, cốt nhục cụ đau nước quan chín chữ cụ chẳng quản chi công. Việc cửa việc nhà cụ xử xử khoan dung bên trên dưới êm ấm. Việc phố việc phường cụ là người kính trực lên mọi người kính trọng tin yêu. Nhưng hoa trên tay có tạo hóa xoay vần mà về sâu đổi vật. Tiếp tới sinh thời ba vạn sáu ngàn ngày nào mấy ai tránh khỏi. Tức mênh mông như bể phun đường, sầu cho tất cả mười phương. Thoát đường lao khổ tiên đường trầm luân. Hôm nay cụ ông Ngô Trung Trình đã không còn, các con các cháu cùng toàn thể tăng quyến đang như khóc cụ mà không nói nên thôi. Chỉ biết thành tâm chắc tay cúng tin Bồ Tát tủ lòng thương, tiếp dẫn chân linh cụ về miền thơm thương. Qua những cánh hoa của đội tu hoa tâm linh, thay cho các con các cháu để cầu chúc cho cụ ra đi được thanh thản, yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Và lễ tu hoa của đội chúng con xin được bắt đầu. Thank you.
xuất dầu cùng Ngô Trung Tình. Vậy thay mặt cho gia đình nhà Hiếu, tôi xin trịnh trọng kính mời các quý vị đại diện cho các cơ quan đoàn thể, các ban ngành lãnh đạo chính quyền của địa phương, các cụ, các ông, các bà, các gia đình thông gia nhân gia cùng toàn thể họ hàng nội ngoại và bạn bè thân bằng quý thuộc gần xa và bà con nhân dân trong phố, chúng ta hãy trở về trước những cái tiền của cụ để dựng lễ chu diều. Giờ tại đây đã đông đủ các cấp các ban ngành lãnh đạo chính quyền của địa phương, các cụ, các ông, các bà, các gia đình thông gia nhân gia cùng toàn thể họ hàng nội ngoại và bạn bè thân bằng quý thuộc gần xa và bà con nhân dân trong phố. Lễ chu diều cụ Ngô Trung Chỉnh xin phép được bắt đầu. Sau đây tôi xin mời một vị đại diện cho đội tộc nên thắp cho cụ một phần hương thơm lần cuối. Lễ tang, kính thưa gia đình tang chủ, thưa toàn thể nhân dân. Trong lúc toàn đảng, toàn dân ta đang ra sức tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thì đầu tiên, cụ Ngô Trung Chỉnh sau một thời gian lâm bệnh, ông cụ đã được tập thể y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, thành phố Hà Nội chăm sóc, cứu chữa. Nhưng căn bệnh quá hiểm nghèo, cụ không qua khỏi và cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 13:00 ngày 13/9/2021, tức ngày 7/8 năm Tân Sửu. Cụ hưởng thọ 73 tuổi. Đây là sự mất mát to lớn đối với gia đình, không có gì bù đắp được. Hôm nay, trong niềm thương tiếc vô hạn, cán bộ tổ dân phố Đồng Tử Lâm, ban tổ chức tang lễ và gia đình long trọng tổ chức lễ truy điệu và kiến đưa cụ Ngô Trung Chỉnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa hương hồn cụ Ngô Trung Chỉnh, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang chủ, kính thưa toàn thể nhân dân. Cụ Ngô Trung Chỉnh sinh năm 1949, nguyên quán Thanh Sơn, Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, thường trú tại số nhà 188 tổ dân phố Đồng Tử Lâm, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải đất nước. Năm 1974, cụ đã hăng hái tham gia vào phong trào kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi đất nước được thống nhất, cụ đã trở về xây dựng quê hương. Từ năm 1975 đến năm 1986, cụ là thủy thủ tàu biển công ty vận tải biển Việt Nam. Năm 1986 đến năm 1993, cụ là thủy thủ tàu biển xí nghiệp liên hiệp vận tải biển Pha Sông. Năm 1994 đến năm 1999, cụ thành phố Hải Phòng khóa 3, nhiệm kỳ 2011-2016. Cụ Ngô Trung Chỉnh đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, cũng như những năm tháng cụ đã nghỉ hưu. Cũng như trong công tác, cụ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội. Các con của cụ đã yên về gia thất. Cụ đã có 13 cháu nội ngoại, các con, các cháu của cụ đều là lao động sản xuất giỏi, gia đình chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở địa phương. Với các con, cụ luôn giáo dục con cháu ngoan ngoãn trưởng thành với anh em, bạn bè, bà con xóm phố. Cụ luôn gần gũi trân trọng, được bà con xóm phố tin yêu quý trọng.
xin cầu nguyện cho hương hồn cụ được yên nghỉ nơi Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa các vị đại biểu, trước linh cữu của cụ, từ hôm qua đến giờ phút này đã có trên 200 đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan, đoàn thể, họ nội, họ ngoại, các gia đình thông gia, liên gia, bạn bè thân quý khách gần xa, bà con xóm phố đến thăm viếng chia buồn và tiễn đưa cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các quý vị đại biểu, các quý khách gần xa đã không quản đường xá xa xôi, thời tiết mưa nắng thất thường đến chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng gia đình. Mong gia đình hãy nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Cảm ơn cán bộ và nhân dân hai tổ dân phố Đồng Tử 45, các đoàn thể chính trị xã hội hai tổ dân phố. Cảm ơn đoàn kèn tàu Tâm Linh Thiện Hiếu Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng, các tăng ni Phật tử chùa Vĩnh Ninh Quan Sơn Tự cầu siêu cho cụ được siêu thoát. Cảm ơn cơ sở lễ tang Thiên Phúc Tiếu Bằng Kiến Thụy thành phố Hải Phòng đã giúp đỡ cả về tinh thần vật chất để ban tổ chức lễ tang của cụ Ngô Trung Trịnh về nơi an táng tại nghĩa trang phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng được hoàn tất và chu viên. Cầu mong hương hồn cụ siêu thoát cõi Tây Phương. Giờ phút chia ly đã đến rồi, nghẹn ngào lặng lút lệ trong tim, phóng hạt xe mây về cõi Phật, để lại trần gian phúc cháu con. Thắp nén hương thơm lòng tưởng nhớ, vô cùng thương tiếc lúc tiễn đưa. Để tưởng nhớ đến cụ Ngô Trung Trịnh, ban tổ chức lễ tang đề nghị các quý khách có mặt tại đây đứng dậy dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Một vị đại diện cho gia đình đến cuộc đời cảm tạ. Kính thưa các vị đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phủ Liễn. Kính thưa các vị đại diện cho cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố Đồng Tử 5. Kính thưa sư thầy và các vị Phật tử chùa Linh Sơn. Kính thưa các cơ quan đoàn thể, các cụ, các ông, các bà, các gia đình thông gia, liên gia, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa và con xóm phố ngoài làng, trong xóm ngoài làng. Thật không may ra cho gia đình chúng tôi không may mắc phải, cụ tôi không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được gia đình, con cháu và người thân tận tình chăm sóc, các bác sĩ tận tình cứu chữa, song không qua nổi. Cụ chúng tôi mất đi là sự mất mát to lớn nhất đối với gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ những tấm lòng vàng ngọc của các quý vị đã đến thăm viếng. Sáng nay cũng đến dự lễ truy điệu và tiễn đưa cụ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi tiễn đưa cụ chúng tôi một đoạn đường đến nơi an nghỉ cuối cùng, thay mặt gia đình xin chân thành kính mời các quý vị trở lại gia đình nhà hiếu uống nước, ăn miếng cơm chia buồn, để gia đình chúng tôi xin có lời cảm tạ. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình nhà hiếu chúng tôi không sao tránh khỏi phần khiếm khuyết, kính mong các quý vị lượng thứ.
một lần nữa thay mặt cho gia đình và nội tộc xin cúi đầu cảm tạ các quý vị. Thưa các quý vị, sống là người thoát nạn mà về, thế nào hôm nay cụ Ngô Trung Trình đã đi về với quê Vĩnh Hằng. Mọi người đến đây thắm viếng, mắt cũng ngả vì thương nhớ, vợ cho chồng rất nở thương đêm. Các con của cụ thì không thể nào quên một người chồng, người cha, người ông hiền từ và nhân hậu. Hình ảnh của cụ mãi còn trong ký ức của bao bạn bè xóm phố và của bao người thân. Cụ Ngô Trung Trình ơi, giờ đây đây cụ nằm giữa gia chung với một khoảng cách rất gần, chỉ còn ít phút thời gian nữa thôi là cụ đã phải thăm thầm bởi âm dương cách biệt. Bao nhớ thương gia diết, thôi khung cảnh tiễn biệt cụ đi, xin ngàn lần vĩnh biệt cụ Ngô Trung Trình từ đây. Thay mặt cho cơ sở phục vụ lễ tang thiện hiếu chúng tôi, xin gửi tới thân nhân gia đình cụ lời chia buồn sâu sắc nhất. Nếu chưa đều cụ Ngô Trung Trình đã được chu viên, tôi xin kính mời các quý vị hãy tiến cổ trên một đoạn đường Việt đi cho trọn tình, trọn nghĩa quê hương phố phường. Sống có cháu con nội ngoại, khi đi xa lại có nội ngoại cháu con. Một nén hương tỏ tấm lòng thơm thảo, xin dâng người lòng thành kính vô song. Tình bạn như ngọn gió lành, như dòng suối mát đẹp trong tình người. Hãy cho con cháu cụ được trăm nghìn lần cúi đầu tạ lễ và xin được ghi lòng tạc dạ sự quan tâm của các quý vị đã về thăm viếng hương hồn cụ hôm nay. Không biết nói gì hơn trước tấm lòng tình nghĩa cao cả này. Một lần nữa, con cháu xin cúi đầu đa tạ. Âm dương cách biệt muôn trùng, người đi đi mãi, mãi không trở về. Cháu con thương nhớ não nề, trời thì đổ lửa, lòng tê buốt lòng. Cụ ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời, chỉ trách thay tạo hóa xoay vần tử thần nghiệt ngã. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng không đêm, ý tưởng của người muốn cho trong nhà này bao giờ cũng sáng. Dạ, sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững.
con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ. Thiên thu vĩnh biệt là đây. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất. Đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở. Và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ. Chúc người yên giấc mộng say, nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương. Cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng.